thịt rồi. Không thích ăn thịt, thích ăn cá. Thứ ba là đi ăn gì? Thôi thì tôi không hiểu gì cả. Mày muốn ăn cái gì thì mày nói ra, mày cứ ư thì làm sao mà tao biết được hả? Được rồi, hiểu rồi. Thế thích ăn cái gì? Hả? Ư là ăn cái gì? Không, rồi, không hiểu gì cả. Hôm nay mua thịt đâu đây? Muốn đi chị cơ? Hả? Xong nói gì nữa? Vâng á. À thôi thôi đi đi.